Rồi, đầu xuân năm mới rất vui khi anh em trở lại kênh của mình. Năm mới thì chúc gia đình vạn sự như ý, tràn đầy sức khỏe, tấn lộc, nói chung là sức khỏe dồi dào. Sức khỏe thì mình mới có tiền được mình mới trang trải cuộc sống rồi chứ. Đó, chúc dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay là cái chuyện cũng cú rích rồi, động cơ cũng nói về động cơ xe máy thôi. Hôm nay là mình muốn nói với anh em một cái vấn đề giờ là bắt bệnh bơm nhớt xe máy. Thì mình cũng lên nhiều cái video bắt bệnh bơm nhớt xe máy rồi. Thì bắt bệnh bơm nhớt thì bây giờ ví dụ như xe rim quay hay là xe Sirius hay là xe gì đó, thì anh em bắt bệnh đó, ví dụ như là bơm nhớt anh em ráp máy xong đó, thì anh em nổ máy mở nắp cò ra, cái nắp chỗ mình chỉnh cò đó, như Sirius nè, rồi Honda quay rim nè, mở nắp đầu bò vuông của RSX hay là Exeter gì đó, thì anh em thấy nhớt á, anh em nổ máy một chút nghe nhớt nó khọt lên để trên đầu bò á, thì nhớt nó văng tung té băng bắn ra về, nhớt nó bắn này, nó té ra thì mình kiểu bắn như bắn pháo bông vậy đó. Đó thì có nghĩa là xe đó có bơm nhớt không, hay là những chiếc Exeter này, rồi những chiếc Sirius FI, rồi nó có một con ốc 12 ở ngay chỗ trên cái đũa đầu lên đó, là có lông đền đồng á, anh em tháo con đó ra, khỏi cần tháo nắp đầu bò, tháo nắp cam vậy đó, thì xe Exeter rồi mở cái nắp đó ra thì phức tạp, cái nắp để chụp cơ cấu xuống bắp thì phức tạp, thì nó làm những chiếc Novo mà nó có làm một con ốc 10, ốc 12 gì đó, có cái lông đền đồng, anh em mở ra thì nhớt nó túa ra lên đó là anh em biết là nhớt nó có lên đầu bò, là có nghĩa là xe nó có bơm nhớt. Hay là Honda cũng vậy, mở cái nắp con ốc chờ mà bắt cái nắm bướm con ốc 10 dài đi, bắt luôn cái nắp tròn đó, thì nó xì nhớt ra, hay là mở cái con tán đầu dù á, con tán đầu dù để bắt vô cái bu rong mới mà ở dưới cái nắp bướm mà con ốc dưới từ bơm nhớt lỗ ghèm đi lên đó, thì anh em nhí ra cái này nó rò nhớt ra, nó xì nhớt ra, khi mà anh em nhớm con ốc 10 đó, con tán 10 đầu chụp dù bít kính đó, thì có nghĩa là xe đó có bơm nhớt. Nhưng vấn đề nó không phải là đơn giản như cái chỗ là xe có bơm nhớt không thì được đâu. Hôm nay vấn đề anh em kiểm tra được như vậy thôi. Nhưng mà anh em ví dụ nhớt lên đầu bò, nhưng mà anh em chạy á, thì xe sẽ lấp bít tông. Lấp bít tông có nghĩa là dính bít tông, dính trái. Ngoài Bắc gọi là dính quả, ở đây là gọi là dính bít tông, dính nồng. Đang chạy nó gị má anh cái. Rồi đền cái bê tông làm máy xong không lời bao nhiêu hết, lời lỗi gì mình không biết, nhưng mà phải đền lại cho khách một cái bê tông. Chừng nào mà anh em làm hết dính bê tông thì lúc đó là nó mới là đúng kỹ thuật. Ở đây mình nói là đường bơm nhớt đã thông hết rồi, đã đúng kỹ thuật hết rồi, nhưng ở đây cái clip này mình nói là xe cái bơm nhớt nó yếu nè, bơm nhớt nó bị yếu. Bây giờ ví dụ như người mình đi, bây giờ là mình là cũng 39 tuổi rồi, năm nay mình sinh năm 81, thì nó cũng giống con người của mình đó, chiếc xe cũng giống con người thôi. Mới đầu rô đai những chi tiết nó còn khích, anh em phải rô đai thì một thời gian cái chi tiết nó liền lạc rồi, nó vô một cái trật tự nào đó thì nó vô khớp hết rồi, thì lúc đó là xe nó chạy hoàn hảo nhất. Là lúc đó như anh em mình là tuổi dậy thì nó lớn rồi đó, lúc đó là nó bắn như lắm nhớt, nó bắn như lắm phúng như lắm. Thì lúc đó là cơ thể của mình là tim cũng tốt, hệ tiêu hóa cũng tốt, gọi là cái tuổi dậy thì á, thì chiếc xe này nó cũng như vậy thôi. Người ta chế ra là cái áp suất bơm nhớt đủ nuôi cam cò, nuôi ắc dên, nuôi ắc bích tông, tai dên, hộp số ly hộp đồ, người ta đã chế ra một cái bơm nhớt tương xứng, để có một cái áp suất tương xứng để có thể bôi trơn tất cả các bộ phận đó. Không? Như bây giờ mình đi khám tim mạch là đo huyết áp, rồi cái huyết áp cao, huyết áp thấp, thì bơm nhớt cũng vậy, nhiều khi nó bị nghẽn đường. Tại sao huyết áp cao?
là ví dụ cái bơm nhớt đi, nó có đường lên đầu bò, ví dụ như là một đường vô dên, mà giờ cái đường lên đầu bò, cái lỗ ghèn á, lên đầu bò cái chỗ cái đũa đầu lên đó, nó bị nghẹt một miếng, thì cái khả năng nó vô dên nhiều, cái khả năng nó vô dên nhiều thì nó nghẹt. Ví dụ người ta thiết kế ra đường ống là nhiêu đó nhiêu đó nhiêu đó là đủ cái khẩu kính của đường đường bơm nhớt rồi, nhưng mà khi nó bị nghẹt á, thì cái bơm nhớt nó sẽ bị dư áp, nó sẽ tăng ký lên rồi nè, nó tăng ký lên thì nó sẽ làm cho cái bơm nhớt mau hư. Y như mình bị mà dạng là cao huyết áp là không phải ngon đâu, người mình rất là mệt, tại vì cái tim mình nó dồn lại, cái tim mình đáng lẽ là những cái mao mạch này nó không có nghẽn thì nó không bị cao huyết áp, thì cái bơm nhớt thì cũng vậy. Là bữa là mình gặp cái trường hợp bơm nhớt của Sirius nó yếu á, gọi đó là người ta cái đó là cao huyết áp hay là thấp huyết áp nếu mà tính nó theo con người là thấp huyết áp, có nghĩa là cái tim mình nó bơm yếu, là ta đo nhịp tim thì cũng giống như như xe cộ thôi, ví dụ cái máy đi, cái máy bơm nhớt yếu rồi người ta vẫn có cái đồng hồ áp suất để đo anh em, giống như cái bơm xăng của phun xăng điện tử, nhưng mà ví dụ như tùy theo hãng người ta sẽ quy định là bao nhiêu ký bao nhiêu ký, thì cái đó là phải xem cái catalog tài liệu của hãng xe đó. Thì mình bị một chiếc xe Sirius ha, đường bơm nhớt rồi không chích chọt gì hết, thì nhớt lên đầu bò rất là tốt, nhưng chạy dính trái 2 lần anh em, dính trái 2 lần rồi, trước đó là làm máy nhiều lần rồi, đều bị lột dên này lột ắt cò rồi dính trái, thì mình đã làm được xe đó là không bị lột ắt cò nữa, nhưng mà cứ dính trái thì mình phát hiện ra xe đó bị bơm nhớt yếu, Sirius đời đầu, cánh cánh bánh bơm nhớt, bánh răng bơm nhớt bằng sắt, mình phải mua cái Sirius đời sau, cái bơm nhớt Sirius đời sau cánh nhựa, mình phải chế cháo nó mới vô được. Thì chạy em đó chạy tới Phú Yên, xe đó chế con tay nó nè, chạy tới Phú Yên 700 cây là tốt, thì lúc đó cũng hai mấy Tết rồi, là mình cũng hú hồn hú vía, mình bắt được cái bệnh đó. Là bơm nhớt yếu có nghĩa là sao, bây giờ mình giải thích. Cái bơm nhớt yếu là cái bơm nhớt đó là những cái cánh đó, ở trong bơm nhớt nó vẫn có những cái cánh trái khế, nó lùa trong một cái nòng bơm nhớt, là hai cái cánh đó, nó lợp tâm, nó lùa cái khúc nào cái khoang nó hẹp lại thì nó sẽ đẩy cái khoang nó hở ra để tạo cái áp suất âm để nó rút nhớt lên, nó ly tâm mà nó lùa trong cái nòng, anh em nào tháo bơm nhớt ra biết, và cái cốt bơm nhớt. Thì sau một thời gian sử dụng, đó, thì anh em biết là những cái cánh trượt nó sẽ mòn anh em, những cánh trượt nó sẽ mòn, ví dụ mình chạy 5 6 năm không nói gì, mình chạy mười mấy năm con người mình cũng vậy đó, như mình bị hở van tim, mình hở van tim thì giống như cái bơm nhớt mà nó bị hở, như cái cánh trượt đó nó sẽ bơm máu mà nó bị hở này thì nó sẽ mất áp đó, thì cái này cũng vậy, ví dụ nó bơm xe đó thì nó lên đầu bò đủ, đầu bò của nó thì cỡ nó mà bằng cái một cái tâm nhang hay tâm sữa răng đó, mình đưa vô cái lỗ nó cỡ đó đó anh em, thì nó bằng thêm quay á, nó lên đầu bò được không trái cam cò, nhưng mà cái dính lòng, cái lớp bê lòng, có nghĩa là bơm vô dên không đủ áp để bơm vô dên, thì mình đã bị lâu ngày quá cái trục của cái bánh bơm nhớt á, để cái bánh xe dẫn động cái trục để kéo hai cái những cái chi tiết này là làm cho bơm nhớt yếu nè, cái trục đó nó bị mòn, nó bị lắc, cái trục mà đưa cái cánh quạt vô để cái cốt máy kéo bơm nhớt nè, những cái chi tiết mà cái cốt máy nó kéo gì qua gì nè, nhưng mà nó kéo cái tim bơm nhớt nó mới kéo cánh quạt, cái trục đó bị mòn là một, hai là hai cái cánh quạt bơm nhớt nó bị mòn là thứ hai, thứ ba là cái lồng của cái lồng nhôm của bơm nhớt đó, có nghĩa là cái vỏ bơm nhớt để đặt cái cánh quạt, hai cái cánh quạt nó vô lùa nhớt lâu ngày quá nó bị cũng bị mòn, nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bơm nhớt yếu. Bơm nhớt yếu khi đó là nó lùa thì nó sẽ nó tẹt nhớt, hồi xưa mình học xe hơi đó, là cái đó gọi là tình trạng là tẹt nhớt có nghĩa là nó bị tẹt nhựa qua những cái cánh trượt, qua cái lồng nó sẽ mất áp, nó không đủ lực để bơm vô được cái ắc dên, những cái đũa dên để nó bắn lên trên dàn bích tông, để khi mà dên quay à, nó bắn lên trên dàn bích tông để nuôi được cái bích tông cho nó đủ nhớt không bị lấp, thì xe nó sẽ bị lấp đó. Thì còn ở đây là mình không nói bắt bệnh bơm nhớt, bắt là cái cách xử lý, mình chỉ nói là mình bắt cái bệnh bơm nhớt yếu là như vậy, là cái hiện tượng nó như vậy đó. Thấy không, thì
như vậy. Thì nói chung là cái bơm nhớt á, thì nó cũng giống như là cái tim của mình thôi, bơm máu đi tuần hoàn đó, hồi nãy giờ mình nói đó. Thì một là nghẽn đường bơm nhớt nè, còn ở đây mình nói bơm nhớt yếu như là trái tim của mình. Trái tim mình lâu quá rồi, cơ đồ mình xài, ví dụ người mình lúc nhỏ thì mình phúng mạnh khi mà già rồi thì những cái cơ địa mình nó yếu đi, nó cũng già, nó lão quá đi, giống cái máy này nó cũng lão quá đi, chạy riết nước chảy đá mòn mà, thì nó, cái bơm nhớt nó bị yếu, giống tim mình yếu thì nó không bơm mạnh như vậy đó nữa, thì cái cơ thể của mình nó không có được như có thể là bị này nọ nghẽn mạch rồi tai biến gì đó, thì giống như là cái máy nó bị hư thôi, giống như bị chỗ nào thì nó nói chỗ đó, ví dụ lên cầm còi ví dụ như là tai biến não, còn ví dụ như vô ác dên rồi thì ví dụ tai biến chỗ nào đó nghẽn mạch gì đó thì nó y vậy thôi. Thì những cái nguyên nhân mà làm cho cái bơm nhớt yếu thì mình cũng nói sơ sơ cho anh em biết, những cái cánh quạt của nó lâu ngày quá nó bị lòn nhớt, chứ ở đây mình không nói bị nghẹt đường bơm nhớt, thì do nhớt anh em là không đúng chất lượng, thì do đó là lâu ngày nó chà xát những cái cánh quạt đó, nó sẽ làm cho cánh quạt nó mòn, rồi nhớt có pha tạp chất, rồi những cái ba dớ cặn bã dơ, rồi nói chung là lười thay nhớt, thì nó sẽ bị cái cánh bơm nhớt nó sẽ bị đi. Sau này thì do là những cái bơm nhớt bây giờ thì cái thành cái sản xuất nó kém chất lượng nữa, những cái cánh quạt nó kém chất lượng nữa, những cái cánh trượt để đẩy lùa cái lượng nhớt đi giống của cái trong cái bơm nhớt đó, kém chất lượng nữa thì nó sẽ làm cho bơm nhớt là bị yếu. Thì trong cái quá trình làm thì bơm nhớt yếu thì mình làm ví dụ như mình làm mấy chục chiếc, không biết có bị một chiếc không, hay là 100 chiếc mới bị một chiếc, nhưng mà bị nó bị là cũng rất là phức tạp, anh em kiểm tra rất là phức tạp. Rồi hôm bữa chiếc Sirius đó là mình phải nghiêng xe luôn anh em, mình nghiêng xe là mình bịt đường nhớt, mình chế mình quay không bằng tay đâu, có cái lực cản lại, mình bịt hết đường nhớt lại mà mình quay cánh quạt nó có lực mà trả cánh quạt lại, có nghĩa là áp tốt nó mới trả lại. Có nhiều cách để thử lý lắm, cái đó là do kinh nghiệm của mình thôi. Thì qua clip này á, là để cho anh em khỏi bị giật, thì có nhiều cái trường hợp lắm, là trường hợp bị tẹt nhớt là do là cái đường bơm nhớt á, nó bị nhớt thất thoát ra ngoài, ví dụ như là mất ron hay là bị lóc đồ, nó bị quấy đồ, cái đó là còn nhiều lắm. Thì ở trong clip này mình chỉ nói là cái bơm nhớt, cái bản thân bơm nhớt nó bị yếu thôi, chứ mình không có nói những cái đường bơm nhớt. Rồi thì qua cái clip này thì nếu mà anh em nào mà thấy đúng thì để lại cho mình một cái bình luận, rồi để hay là để cho anh em là chưa đăng ký thì để lại cho mình cái subscribe, cái đăng ký á, để mà mình có thể là phát tán cái kênh mình tốt hơn, đề xuất được tốt hơn. Thì năm mới Tết đến chúc anh em là nhận sự như ý, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình giúp mình. Rồi xin chào.